Hách anh bảo một ngày ăn toàn đồ cầu vồng, nếu làm được em sẽ kêu cả dòng họ tiêm cho anh. Thì cũng dở. Nói được là phải làm được nha. Chơi luôn. Để tìm xem ở nhà mình có cái gì cầu vồng ta. À có rồi, cái áo tôi đang mặc cũng có cầu vồng nè. Có trùng hợp quá không vợ? Nhìn bông hoa trên áo tôi chợt nhớ tôi cũng có cái AirPod bông hoa giống vậy. Kế đến thảm long nhà tôi cũng màu cầu vồng. U là trời, làm thử thách này tôi mới biết nhà tôi nhiều đồ cầu vồng vậy luôn á. Kế đến là mở tới cái kệ ăn giặt của tôi. Wow, sao mà nhiều đồ ăn giặt cầu vồng vậy nè. Mà hình như là còn thiếu cái gì đó thì phải. À đây rồi, sao mà có thể bỏ qua được cái em heo cao bồi thịt phiên ăn liền này. Đây là những thứ đồ cầu vồng mà tôi đã tìm được. Đầu tiên là bảo sẽ ăn cái thanh kẹo dẻo này. Mở thanh kẹo ra là thấy cái màu cầu vồng là hơi bị ưng rồi đó. Kẹo mềm mềm có mùi trái cây rất là thơm nhưng mà hơi bị chua. Sản phẩm thứ hai bảo ăn là thịt viên heo cao bồi. Về bao bì bên ngoài em nó có hình cầu vồng luôn nè. Cái thịt viên này là bảo hay ăn lắm, lúc nào cũng mua để sẵn dự trữ hết trơn á. Ngày nào mà lười lười nấu ăn á thì lấy cái em này ra bỏ vô trong lò phi sóng hâm khoảng 1 phút là có thể ăn được. Siêu tiện lợi, và món này là ăn chung với cơm hay mì là hơi bị dính á. Bảo thì thường sẽ ăn cái này chung với lại cơm trắng muôn đời đúng đắn. Phần thịt nhiều nạc không bị mỡ nên là ăn không có bị cảm giác ngán. Nước sốt hòa quyện cùng với thịt đậm đà chua chua ngọt ngọt. Very good. Tiếp theo là bảo sẽ ăn tới kẹo trái cây cầu vồng. Kẹo này hồi nhỏ là được mấy dì bên nước ngoài gửi về ăn hơi bị ghiền luôn á. Mùi trái cây thơm cực mà không có bị lẫn vào đâu được luôn. Món cuối cùng trong thử thách cầu vồng ngày hôm nay đó là kẹo cầu vồng Mentos. Kẹo này thì khỏi phải nói luôn ha, hồi nhỏ ai mà không ăn. Ăn nhanh. Thế là đã xong thử thách cầu vồng. Tiếp theo mọi người muốn bảo là màu gì thì comment phía dưới cho bảo nha.